Vâng, xin chào anh chị các bạn. Trong bài học tiếp theo tôi chia sẻ về chiến lược xúc tiến bán. Trong cái chiến lược xúc tiến bán ở đây, tiếng Anh gọi là promotion, là một trong 7 cái chữ P trong mô hình marketing mix 7P của Philip Kotler mà chúng ta đang học về marketing. Tất nhiên là tôi đưa ra những cái lý thuyết cũng mang tính rất là thực tế và các ví dụ để càng thực tế hơn, đúng không? Đầu tiên là chúng ta cần hiểu promotion, tức là xúc tiến bán là gì. Ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là xúc tiến bán là toàn bộ những cái quá trình, những cái hoạt động mà cái người bán hàng, cái chủ doanh nghiệp, cái thương hiệu đó, người ta đưa ra những thông điệp, sử dụng những công cụ, những cái kênh truyền thông để phát đi cái thông điệp đó đến với khách hàng mục tiêu và mong muốn họ thay đổi, họ suy nghĩ và họ hành động để họ trở thành khách hàng mục tiêu của chúng ta. Họ mua hàng, họ trải nghiệm và họ trở nên trung thành. Đấy, cái promotion, cái xúc tiến bán quan trọng nhất đó chính là giúp người ta thay đổi nhận thức, giúp người ta chuyển đổi thành người mua và người ta trung thành, người ta tái mua. Thế thì xúc tiến bán là một cái thuật ngữ nghe nó có vẻ hơi lý thuyết. Thì ở đây chúng ta cần hiểu đó chính là các cái công cụ để giúp chúng ta quảng cáo, quảng bá và truyền thông. Nó bao gồm rất nhiều các cái công cụ như là digital marketing, trade marketing, tức là marketing tại điểm bán ấy, rồi thì offline marketing, đúng không, hay còn gọi là traditional marketing, là marketing truyền thống. Thế thì xúc tiến bán đây là chú trọng cho đến cái hoạt động quảng cáo và truyền thông. Nghe nó tây tây thế thôi, nhưng thực ra là chúng ta hiểu đấy là cái hoạt động quảng bá truyền thông để bán hàng, cho nó dễ hiểu. Đấy, tại Việt Nam và cái chương trình đào tạo này của tôi cũng giúp cho các anh chị và các bạn hướng tới những cái công cụ quảng bá và bán hàng tốt nhất tại thị trường Việt Nam và được ưa chuộng nhất tại thị trường nội địa cũng như tại thị trường thế giới. Và toàn bộ những cái khóa học này cũng sẽ nói về một cái phần lớn cái thời lượng sử dụng các công cụ như vậy để bán hàng, để quảng bá và để truyền thông. Và các bạn cần phải lựa chọn một trong số các kênh này hoặc là nhiều kênh, và đặc biệt là các bạn phải giỏi về những cái kênh này. Ví dụ như là tôi có thể nói là gì, Facebook Marketing, Zalo, đúng không, YouTube, Google AdWords, Web, Sell, Email, các cái trang thương mại điện tử, chụp ảnh, quay phim, v.v. Thì đó chính là cái hoạt động xúc tiến bán. Thế còn tại điểm bán thì người ta gọi là Trade Marketing, là chúng ta trưng bày như thế nào, chúng ta khuyến mại như thế nào, chúng ta có những cái biển hiệu như thế nào, standy, tờ rơi, v.v. Đấy gọi là Trade Marketing tại điểm bán. Tại sao cái áo này nó lại phải gần cái váy này? Bởi vì khi người ta mua cái áo, người ta sẽ muốn mua cái váy kiểu như thế. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái việc đó, rồi kỹ năng bán hàng, tiêu chuẩn bán hàng, quy trình bán hàng, đấy gọi là trade marketing. Ok, thế cái phần xúc tiến thì là một trong những cái nội dung rất là quan trọng. Và trước đây thì nhiều người là chỉ quan tâm đến design, tức là chỉ thiết kế thôi, chỉ quan tâm đến sản xuất đấy. Chỉ quan tâm đến mẫu mã, vân vân. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải quan tâm đến nhiều thứ, bởi vì trong bối cảnh là vạn người bán mới có trăm người mua, chứ không phải trăm người mua và vạn người bán như ngày xưa. Đấy, ngày xưa người ta, các cụ thường hay nói là trăm người bán vạn người mua. Bây giờ là tôi nghĩ là vạn người bán mới có trăm người mua, cạnh tranh rất là cao. Vì thế chúng ta cần phải am hiểu về các công cụ xúc tiến bán, chúng ta phải nắm chắc, nắm vững nó, đúng không? Thì từng cái bài học tôi sẽ hướng dẫn thêm. Và tất nhiên các bạn sẽ phải bỏ thêm tiền để học thêm các khóa học khác, như là về Facebook Marketing, về Zalo, bán hàng trên Zalo, về Sell, về Google AdWords, rồi về Email Marketing, rồi về Trade Marketing, vân vân, nếu như các bạn có nhu cầu. Đấy, bởi vì bây giờ người làm marketing là nó rất là đa kênh. Chính vì nó đa kênh như vậy cho nên là người ta cảm thấy rất là dễ dàng nhưng mà cũng rất là mệt mỏi, bởi vì khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn. Đấy, tôi có máy tính ở đây, tôi có điện thoại, thậm chí hai chiếc điện thoại, đúng không? Trong một cái video sau này các bạn học tôi thì các bạn sẽ thấy là có cả iPad, rồi có cả TV, có cả truyền hình, vân vân. Tức là gì? Người ta gọi là multi-screen device, tức là chúng ta phải tiếp cận rất nhiều các thiết bị, rất nhiều các loại màn hình của khách hàng. Đấy, rồi thì chúng ta phải
đi qua tất cả các khách hàng, người ta gọi là cross O device. Cross là đi qua, O là tất cả device, là thiết bị, đúng không? Chúng ta phải đi qua các điện thoại, đi qua máy tính, đi qua TV. Đấy, rồi nên là chúng ta phải xuất hiện ở nhiều kênh. Vì thế chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Đấy, thí dụ như là công ty tôi chẳng hạn này, tôi phải có Facebook cá nhân này, phải có fanpage này, phải có web này, phải có shell này, phải có email marketing này, phải có YouTube này. Đấy, cơ bản phải có group này. Đấy, có khoảng 7-8 cái công cụ tôi phải đầu tư người và công sức vào, kiểu như là thiên la địa võng để răng lối để có được khách hàng. Ok, thế thì chúng ta hiểu rằng là qua rồi cái thời mà là hữu xạ tị nhân hương, đúng không? Mà bây giờ chúng ta cần phải quảng cáo, cần phải truyền thông, cần phải sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là online marketing. Rất nhiều các công cụ chúng ta sẽ cần học. Thì cái hoạt động xúc tiến bán ở đây là như vậy. Ngoài ra thì chúng ta có thể tổ chức các cái event, sự kiện, các cái hội thảo hoặc là các cái cuộc thi, rồi những cái hình thức trao đổi mua bán, rồi các câu lạc bộ vân vân, rất nhiều những cái hình thức mà sáng tạo, nó vẫn thuộc về promotion chứ không phải chỉ riêng là advertising, tức là quảng cáo, hay là communication, tức là truyền thông, thì mới thuộc về promotion. Vâng, cho phép tôi kết thúc cái video bài học này nói về việc là tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến bán. Và hoạt động xúc tiến bán chính là các hoạt động quảng bá, truyền thông và bán hàng để tìm kiếm khách hàng, quảng bá thương hiệu, giúp tăng cường cái độ phủ thương hiệu, nhận diện và giúp duy trì cái lòng trung thành của khách hàng trong tương lai. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.